Vâng, xin mời mình chào các quý anh em nhé. Hôm qua mình lên cho anh em xem một cây Zippo ZDK 1935. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em xem một cây ZDK 1935 tương tự anh em nhé. Cây này thì nó có biến thể khác cây hôm qua một chút, đó là cây này thì không có chém góc trên và góc dưới anh em nhé. Còn về cái thiết kế thì nó tương tự nhau, nó chỉ khác một cái điểm nhỏ đấy thôi. Cái sản phẩm này thì bên mình cũng đã đăng lên website rồi anh em nhé. Anh em thích xem ảnh, xem video mô tả chi tiết thì cứ lên website mình mà xem nhé. Anh em vào website bằng cách là ấn vào đường link bên dưới phần bình luận mô tả là được anh em nhé. Cái sản phẩm này thì nó cũng khác một chút so với các sản phẩm khác ở trên đây. Chính nắp nó có cái màu xám thôi và có hình cô gái đấy, còn ngoài ra thì nó như nhau cả anh em nhé, không có gì khác biệt cả anh em nhé. Thì cái chất liệu của sản phẩm này thì cây này có chất liệu bằng đồng anh em nhé, bằng đồng thau xong rồi mạ thêm lớp chrome, đánh nhám mặt trước này đánh nhám, mặt sau cũng đánh nhám luôn anh em nhé. Còn các cái đường viền thì được đánh bóng này, đường viền thì đánh bóng. Cái sản phẩm này shop Zipman mình bán ra sẽ bảo hành trọn đời cho anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Theo mình đánh giá thì cái sản phẩm này nó sẽ thích hợp với những anh em nào mà có thích cái vẻ bụi bặm anh em nhé. Những anh em nào mà có tuổi một chút, tầm ba mấy 40 tuổi trở lên nhé, là chơi cái này hợp. Cái này thì nó không thiên về âm thanh anh em nhé, nó thiên về cái vẻ đẹp mà hơi độc độc một chút thôi. Về cái mộc đáy sản phẩm thì cái này là mộc đáy bằng anh em nhé, mộc bằng. Nó được sản xuất năm 2022. Thì shop còn mấy cây 22, tới đây hàng về có thể là năm 23 hoặc 24 anh em nhé. 1935 Replica là cái tên của cái dòng Zippo này. Ngày xưa thì nó có chữ pad và một dãy số anh em nhé. Ở cái dòng Replica thì nó sẽ cái chữ Zippo này nó sẽ thanh mảnh và nó không có chữ R ở bên trên hoặc bên dưới anh em nhé. Đó là lý do là cái không có chữ R là cái này thì nó làm tái bản lại cái cây ngày xưa. Ngày xưa năm 1935 ấy, thì công ty Zippo nó sản xuất ra cái cây Zippo có chủ đề tương tự anh em nhé. Hình dáng tương tự, mộc đáy thì nó cũng hơi tương tự như thế. Nó chỉ khác cái này. Ok. Và cái sản phẩm này thì cầm xăng khá là tốt, cỡ một tuần lễ anh em nhé. Bản lề kín này, thân nắp kín. Điểm đặc biệt của cái dòng này, ngoài cái vẻ nó vuông vuông ra đấy, nó vuông như bao diêm anh em nhé. Bình thường các anh cái cây Zippo anh em chơi thì nó sẽ hơi bo cong các cái cạnh này đấy, bo cong ở cạnh này lồi ra này đấy. Còn cái sản phẩm này thì nó sẽ bo vuông luôn, vuông góc luôn anh em nhé. Ở đây thì nó hơi ấy một chút, hơi bo tròn tròn một chút, nhưng mà các cái cạnh này thì nó vuông luôn anh em nhé, vuông góc luôn. Là điểm đặc biệt thứ nhất. Điểm đặc biệt thứ hai ở cái sản phẩm này là cái bản lề, nó là bản lề nó nằm bên ngoài thay vì nằm bên trong, thì cái này nằm bên ngoài anh em nhé. Và nó chỉ có 3 chấu thôi, tuy 3 chấu nhưng mà nó lại rất là kín anh em nhé, nó bịt kín luôn nên là cầm xăng rất là tốt. Và để cho anh em tiện theo dõi thì mình kết âm anh em nhé. Đây âm thanh sản phẩm đây anh em nhé. Như mình đã nói thì cái cây này nó âm nó không hay, nó sẽ không dành cho anh em nào mà thích về âm anh em nhé. Anh em thích âm thì anh em có thể tìm cái dòng khác, còn cái này nó thiên về cái chủ đề của nó. Lý do âm không hay thì có thể là do cái bản lề nó nằm bên ngoài, bản lề bên ngoài thì là nó sẽ hấp thụ cái âm thanh rồi. Và cái này thì bản lề cứng cáp anh em nhé, ba chỗ này rất là cứng cáp, bên trong bằng đồng anh em nhé. Đôi khi bên trong nó lem lem một chút là không thành vấn đề đâu anh em nhé, nhưng là anh em yên tâm. Ok. À, ruột và vỏ cái này thì được sản xuất trùng năm 22 anh em nhé. Còn cái chữ cái ABC thì thường lệch nhau mấy tháng rồi. Ruột bằng thép chuyên dụng. Điểm đặc biệt của cái ruột này nữa là cái chốt này này là chốt giống anh em nhé, chốt giống sò chí. Ngoài ra thì cái ruột nó cũng tương tự như cái dòng khác. Có một điều là cái ruột này thì không lắp vừa cho cái ruột của dòng phổ thông anh em nhé. Ví dụ như cái cây trắng bóng vừa rồi đây, đấy, là nó sẽ không vừa. Lý do không vừa tại vì cái ruột này này, nó thiết kế nó cũng vuông theo cái vỏ anh em nhé. Còn cái ruột của các cây bình thường thì nó phải bo tròn. Cái này bằng đồng luôn. Mỗi lần châm xăng thì dùng tầm khoảng 1 tuần lễ. Shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho cái lưới gà này anh em nhé. Nếu anh em dùng mà gãy thì alo cho shop. Cái ruột này chỉ lắp vừa cho cái ruột của cái dòng Replica 1941 thôi anh em nhé. Ok, anh em muốn lấy cái này thì alo cho shop nhé. Mã số sản phẩm thì mình đánh dấu trên đây rồi, ZR02 anh em nhé. Anh em muốn xem ảnh thì cứ kích vào đường link bên dưới nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xong rồi ký kênh.
Cái này trên thị trường công ty đang yêu cầu bán giá tầm khoảng hơn 1 triệu anh em nhé, hơn 1.1 gì đấy. Shop Zipman mình thì vẫn bán giá cũ cho anh em nhé, giá là chỉ là 930.000 thôi anh em nhé, 930.000 bảo hành trọn đời. Vâng, em xem video cho shop xin được ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.